Nhận định bóng đá Wales với Thụy Sĩ. 20 giờ ngày 12 tháng 6, chuyên gia Dean Cook nhận định bảng A tại vòng chung kết Euro 2021 sẽ hấp dẫn ngay từ lượt trận đầu tiên, bởi có rất ít sự phân tách giữa các đội trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, Italia đang xếp thứ 7, Thụy Sĩ xếp thứ 13, Wales xếp thứ 17 và Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 29 theo đánh giá của Liên đoàn bóng đá thế giới. Euro 2021 tiếp tục áp dụng thể thức xác định các đội đi tiếp vào vòng knockout giống như Euro 2016. Theo đó, hai đội dẫn đầu ở 6 bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt hơn sẽ giành vé vào vòng 1/8. Chuyên gia Dean Cook cho rằng, nhiều khả năng tại bảng A sẽ có 3 đội đi tiếp. Việc tránh thất bại sẽ trở thành mục tiêu chính của các đội ở Euro 2021. Chúng ta đều biết, Bồ Đào Nha đã có 3 điểm ở vòng bảng Euro 2016 và sau đó giành chức vô địch. Ở một trận đấu được dự đoán cân bằng giữa xứ Wales với Thụy Sĩ, kịch bản hòa nhiều khả năng sẽ xuất hiện. Chuyên gia Telegraph phân tích, Thụy Sĩ đã thắng 6 trận liên tiếp gần đây. Họ đang có sự tự tin nhờ một lực lượng ổn định và lối chơi vào form. Tuy nhiên không thể đánh giá thấp xứ Wales, đội bóng đã bất bại 8 trên 10 trận gần đây và từng vào tới bán kết Euro 2016. Hai trận đối đầu trước đây ở vòng loại Euro 2012, xứ Wales và Thụy Sĩ đều có một chiến thắng. Chuyên gia Dean Cook phân tích,